xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Ừ. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Ừ. Gọi điện suốt mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn, tôi thấy tôi mệt ghê luôn. Có tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh gọi là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chuyện chị hải sản là khỏe lắm đó nha chị, chắc đồ sống không luôn nào sống một tạc không. Ừ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm tháng lên tháng sau thì em bầu. Ba sĩ hay quá, đúng rồi, ba sĩ là bao tình vui đúng không, là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi, cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di, hiện tại sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn món gì ạ? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi. Ở đâu? Ở đâu? Địa chỉ 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần đây, gần gần nhận mà em đi đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm, vợ em bị làm lễ tân. Rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp á thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao nghe. Da trắng mịn đúng không? Ừ. Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải có tình liền chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì An Giang đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn đó. Đi ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Có đấy chứ. Trời ơi, mình nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chị. Hải sản là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn nào, sống một tạc không. Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn cắt kết nhau hơn mà. Kiểu là trong đó lúc đầu em là muốn cưới người này rồi. Nhưng mà kiểu là thời gian nó còn ngắn quá là mình là muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Ba sĩ hay quá. Đúng rồi, ba sĩ là bao tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ, vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Sợ. Thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô phòng nhà vệ sinh cái mẹ em đó, Thảo ấy Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùng quá hả? Nhưng mà thôi, cũng dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu,
là chị vui lắm á. Ờ thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Ừ. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn đó. Ừ. Là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng 3 tháng nữa mới cưới. Như là chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền, đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia, xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Ừ. Là lý do sao nè, sóng gió sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì, đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng. Ừ. Thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Ừ. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Ừ. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung là không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có hòa nhau nhanh không? Hay là không sâu về lâu? Không sâu về. Ừ. Đúng rồi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà đi khỏi nhà, hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á, bỏ về nhà mẹ đẻ ngủ buổi sáng hôm sau về. Còn em mới em trông con. Tưởng ông Hoàng kia ông ở luôn à, dạ em đi về bọn. Đêm đó em ngủ, em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. À. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Đúng. Và từ đó tới giờ là không. Dạ. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Ừ. Thường là nó 3 tháng à? Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ đến cái phần vui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à. Ừ. Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà nói chuyện. Nóng mà giống như của ai đụng xô vô người á, nhưng mà tiếng là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập đập cái đùi rồi có đập vợ không? Đó không, bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đó. Em cái mà má em đòi ly dị. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên, em không muốn chia sẻ nữa. Hay giờ về nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả du con ngủ ở trong làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, còn pháo không gì hết trơn. Ở nhà không à. Không mê game, không mê. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ không có cáu. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được, nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp ăn là có mặc đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi là một đôi một áo thấy gì đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Ừ. Tại đồ hiệu nó tốt mà, em nó đẹp nữa, em cũng mê mà. Rồi giờ thấy em nó gì? Giờ kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Tật xấu. Ở đây không có kể mình tốt. Là chương trình khai tật xấu. À, khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn suốt ngày. Đó, dù có chuyện gì nói ra, chứ mà nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống lên là nói chung là sừng sừng mặt lên, nó lại không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mạnh quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành nữa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Dạ. Mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không biết ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Con đang nóng cứng mà. Tại vì không có không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Ừ. Tại vì còn trong cử không cho làm. Trời ơi, giờ em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp
trước sau này kia rồi mình phải làm, chứ đừng có giống như hồi chiều này đi làm tóc từ hồi 8:30 sáng mà tới 3:10 mới xong, mà mình đã hẹn với chương trình là 3:30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đội nó bảo hẻm đi luôn, chạy qua đây là đúng 4:00. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại, dạ, đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Có con liền. Ừ. Dạ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi, tại sao anh nóng, thì lần sau mình né những cái đó đi, thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn, thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất ầm tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên quên, nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Yeah. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại được ha cưng. Yeah. Ha. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm mà rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Yeah. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống nhau suốt đời. Yeah. Rồi, hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ, dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Tên là Phùng Nhật Thu, năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty du lịch. Còn bạn? Em là Phạm Thị Mỹ Dung, em cũng là nhân viên văn phòng. Chung công ty. Hai vợ chồng làm chung công ty luôn? Dạ. Từ lúc trước khi lấy nhau luôn? Dạ, trước khi lấy nhau luôn. Mà hai bạn làm chung nhau bao nhiêu lâu thì là để ý nhau? Khoảng gần hết một năm đầu tiên. Lúc gặp nhau có cái ấn tượng gì không? Đầu em không thích, em cực kỳ ghét luôn. Tóc thì hai lai, một bên vàng, một bên đen. Trời. À. Trời, anh còn hút thuốc nữa anh. Anh hút chứ một hơi thôi dục. Theo đường lối của công tử Bạc Liêu đó. Sang quá đúng không? Quá sang luôn. Mỗi lần đi nhậu với bạn bè đều dành phần trả tiền hết. Em cảm thấy đó là một cái điều tốt hay là điều không tốt? Em nghĩ là không tốt. Tại vì xài lương ra chưa hết một tuần là đã hết sạch lương rồi. Nhưng mà lúc mà đăng cua em á, có dành trả tiền cho em không? Trả hết luôn chị, nói chung là đi cứ đi đâu có em thì cũng dành hết. Có một cái lần nào mà bỏ ra một số tiền lớn để mà làm một cái gì đó cho cô gái này không? Dạ có, kỳ đó là bạn em muốn đi Phú Quốc chơi. Em bao là toàn bộ luôn, từ vé bay, khách sạn, tour, ăn nghỉ cho trong vòng 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà mời một mình bạn hay là mời một số bạn? Mình vợ em bây giờ đi thôi. Ủa lúc đó là đã yêu chưa mà? Dạ. Chưa, em mới để ý thôi chị. Mới để ý mà để cho người ta bao mình đi tour vậy chứ? Không phải, tại vì ảnh có người nhà làm ở dưới Phú Quốc. Thì em mới nhờ ảnh đặt khách sạn, nhưng mà em không biết là ảnh trả tiền cho mình. Cái lúc sau giờ anh kêu khách sạn thanh toán thì khách sạn nói anh kia anh thua anh trả hết rồi chị ơi. Hiểu rồi. Mà lúc đó vợ em đi một mình, em đâu có đi theo đâu. Nhưng mà em có biết rằng là ở dưới Phú Quốc là có người thân của Thu không? Có anh. Có thì mới nhờ nè. Thế này vậy là mới muốn đi xuống dưới Phú Quốc. Dạ, lúc đó xuống dưới em bị tra khảo. Đạo đó gặp bố chồng em. Bố em làm gì đó, nghe em bao hết thì bố mới gọi con này ra. Nó giờ ngồi nói chuyện, nó tưởng là chắc con trai mình giới thiệu bạn gái xuống đây. Khi mà tối gần 3 tiếng đồng hồ luôn anh. Trời ơi. 3 tiếng đồng hồ thì chiều ra lý lịch hết luôn. Em ở Phú Quốc bao nhiêu ngày? Em ở 2 ngày anh. Sau khi từ Phú Quốc về thì tình cảm của hai người có thay đổi hay không? Thì từ sau một thời gian đó thì em mới nhận lời đi uống cà phê với ảnh. Trước đó thời gian đầu là không bao giờ chịu uống cà phê, hoặc đi uống thì theo ít nhất phải 3 người. Dạ, giống như 2-3 người theo bảo vệ vậy. Sao em không nghĩ là mang theo cho em trả tiền cho chết? Sẵn năng ghét mà. Trời ơi. Đi uống cà phê được bao nhiêu lâu thì hai đứa mới quen nhau? Xong mà cái chuyến Phú Quốc về á, rồi có một lần ảnh chat với em á, hẹn đi uống cà phê. Thì thật sự là lúc đó là em cũng đã thích rồi. Cái sau ra ngoài bị ảnh dụ dỗ. Dụ dỗ sao? Là ảnh nói bây giờ em có dám hôn anh không? Ra đi vừa nghĩ xong là ngay lập tức là chồng lên hôn em ngay luôn ạ. Vậy đó hả? Coi như là thành ra là cái buổi đó là đáng lý là em chủ động, mà cuối cùng anh là em là kèo dưới luôn. Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ là Thu lúc đó là chỉ khích chơi cho vui thôi. Dạ đúng mà rồi. Ai ngờ cô ấy làm thiệt á. Rồi có nghĩa là sau cái nụ hôn đó là hai đứa chính thức quen nhau. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, chị vẫn thắc mắc một cái là tại sao em không đồng ý cái thói tiêu xài của chồng em từ thời điểm đó.
cho dù là có bao em đi chăng nữa, tự nhiên em đâm đầu em lấy làm chi? Tại vì cái tính anh hiền, chân thật, trong túi nhiều cũng có nói hết luôn chứ không phải là giấu giếm như người ta. Vậy em mới để ý thì em mới đâu rằng em thích ảnh. Coi như là ngã gục là vì cái sự mà thật thà của chồng chứ không phải là vì cách tiêu xài của chồng, đúng không? Đúng rồi chị. Vậy thì sau khi lấy em rồi đó, cái mức độ tiêu xài đó là dừng lại hay là phát triển thêm? Giảm bớt chị, tại vì mẹ chồng có nói á là một ngày con chỉ phát cho nó bao nhiêu đó tiền thôi, 50 ngàn hoặc là 100 ngàn vậy đó thôi, còn bao nhiêu con giữ. Khẽ giữ luôn. Nghĩa là một ngày là chỉ có 50 ngàn thôi à. Ăn cái gì? Giờ này cũng lên được khoảng gần 200 ngàn rồi. Như vậy có nghĩa là tiền bạc quản lý chi tiêu trong nhà là em giữ hết. Dạ. À, nói chung là bất cứ một món đồ gì em mua mà cỡ chừng trên 1 triệu là bắt đầu phải khai báo rồi. Khai báo chừng nào bà gật đầu mới dám mua đúng không? Dạ đúng rồi. Mua rồi mới khai báo hay là trước khi mua khai báo? Dạ mua rồi khai báo bị mệt lắm ạ. Có nghĩa là bây giờ phải làm đề xuất đúng không? Dạ phải làm đề xuất xin chữ ký. Xin chữ ký rồi mới được. Trên 1 triệu có được gì không hay là chỉ dưới 1 triệu mới được gì? Dạ thường dưới 1 triệu thì có thể tự mua về báo cho báo sau được. Dạ còn trên 1 triệu thì là phải xem đề xuất có chữ ký. Dạ. Thí dụ trong trường hợp mà em phá lệ, em tự mua trước rồi em về báo thì chuyện gì xảy ra? Sống sẽ nổi. Sống nổi lên phải không? Sống bắt đầu luôn. Bảo luôn. Rồi lấy nhau xong rồi á, bây giờ có thấy những cái tật mà mình đã thấy trước khi lấy là đã xấu thì bây giờ xấu hơn hay là tốt hơn? Lòi đã nhiều thêm rồi. Lòi đã nhiều thêm, mà người nào lòi? Dạ vợ em thì càng lúc càng cố chấp, ngang bướng rồi không bao giờ chịu nghe ý kiến em. Dạ như anh nghĩ mua đồ mua cái gì cũng đơn giản hơn 1 triệu cũng không có bao nhiêu mà cũng cứ phải xin này nọ chờ lâu nữa. Nhiều khi xin 2-3 ngày mới được mua. Tại vì anh mua cái linh tinh lắm gì, nhiều khi em thấy có tiền trong túi thôi anh em ơi đi mua điện thoại đi, mà mới mua tháng rồi chứ không đâu xa đó. Cứ là đi mua điện thoại nó thôi mua gì chứ nữa, cái mua cho em xong cái thôi điện thoại cũ rồi đổi luôn đi. Anh cũng nhờ vậy em cũng đổi được 2 cái điện thoại rồi. Mà trong đó cái đầu tiên là nhờ em, là do em ghen anh mới đập điện thoại thôi. Bây giờ mới lòi ra. Giờ em hay ghen. Có một lần cái chuyện lớn nhất được một vụ đó thì em tức quá em nói không được em mới đập luôn điện thoại của vợ là quan đúng không? Vợ ghen. Dạ quan ức, quan ức rất là đúng anh. Không, bên đây nó quan, đây cũng quan. Tại sao không quan mà tại sao lại quan? Tại vì á ảnh có một người bạn trai, ảnh giới thiệu cho một cô bạn gái đồng nghiệp trong công ty. Mà một thời gian sau á cô gái đó không rủ người bạn đi nữa mà cứ rủ ảnh đi. Cái em mới nói là anh ơi cô đó thích anh đó. Đâu không nói không chịu, nó không nghe. Cái sau nó có đâu mà có. Cái sau đó từ từ cái cô đó mới là dụ đi không được, cái đòi tới nhà. Đòi tới nhà cái anh này cũng không chịu. Tới bữa đó anh đi công tác, cái cô đó qua đó anh đó đón chị... nhau đi công tác đó. Không, anh em về. Em đi công tác về hay là đi công tác xong rồi đón nhau đó về đó, đón anh về. Dạ. Rồi về nhà ảnh hay về nhà cổ? Không có mặt em đó nên không đón nữa. Rồi sao anh mới nói đó hết chưa, bây giờ không tin đó, người ta thích mình như vậy nó không tin. Nhất quyết là không cứ kết tội em nói bây giờ cuối cùng em phải nói là cô đó có gì hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là anh có gì hay không. Anh không có gì thì tất cả mọi thứ đều là không có vấn đề gì cả. Dạ nhưng vẫn không, vẫn lôi ra rồi xong rồi ví dụ tranh luận bất cứ chuyện gì cũng đều lôi cô đó ra hết. Không phải anh, tại vì người ta nhờ một lần thì được, còn em nhờ tới 5-6 lần nữa mới được một lần. Thậm chí nó quạo luôn mới chịu làm. Tại sao vậy? Dạ tính em hơi lười, ví dụ như dạ lười lại nhiều khi hơi đang chơi game chút rồi vợ kêu đi làm này làm kia thì nói chờ chút xíu. Nhưng mà tại sao cô kia nhờ các em đi làm liền? Dạ, nhờ việc trong công ty thì em luôn làm liền, nhưng mà về nhà thì hơi chậm chút, hơi lười, với lại mê game chút thì nhiều khi đang dở dang. Em vừa ý chưa? Em vừa ý cái lời giải thích này chưa? Dạ chưa. Chưa nói tiếp. Nói cái cuối cùng mà xuống là thôi mà. Ngồi riêng nhà cuối cùng anh đều. Không. Bây giờ cho hỏi là tới bây giờ thì cái cô đó cũng còn nhờ nữa không? Không vẫn còn nhờ, nhưng mà nhờ trên tính chất là công việc. Sao em biết? Dạ đâu có. Sao em biết là tính chất công việc? Phải tin tưởng ảnh chứ. Dạ mới là kiểm soát được em toàn bộ từ Yahoo, Gmail, Hotmail, tất cả Facebook đều có bắt vượt của em hết mà. Nhưng mà em có chắc chắn là em đã quản lý được hết chưa? Nghĩ là cũng chưa đâu chị. Theo em cái quản lý kiểu đó là chặt đó phải không? Thu có cảm thấy khó chịu khi mà bị quản lý kiểu đó không? Dạ cũng khó chịu lắm chứ. Giờ chị hỏi thiệt lòng em nè. Dạ. Em sẽ cảm thấy em chịu đựng được cái chuyện quản lý này trong bao lâu? Chắc cũng vài năm nữa là chứ cũng vậy hoài cũng khó chịu lắm ạ. Cái cách quản lý nhau của hai vợ chồng hiện giờ theo chị cảm nhận là nó chưa ổn, đúng không? Đúng rồi chị. Bây giờ tụi em thử cân bằng lại coi làm sao. Bây giờ thử ngược lại, áp dụng trong vòng thử 2 tháng. Em sẽ kiểm tra email rồi Facebook rồi tất tật những cái gì thông tin của vợ em giống như vợ em đã kiểm tra em. Thử coi là cái cảm giác của mình như thế nào. Khi mà cái cảm giác của mình cảm thấy không chịu được nữa, khó chịu thì mình sẽ hiểu được cái đối tác của mình họ sẽ khó chịu như thế nào. Cho nên bây giờ tụi em về thử bằng cách như vậy để mà hiểu được cái cảm xúc của nhau. Khi mà mình bị như vậy thì tự tụi em sẽ tìm ra được cái cân bằng thôi. Ngay ngày hôm nay, tối nay về làm thử luôn nhé. Xin cảm ơn em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình.
Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Thế còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau. Dạ, vâng. 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi, ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ, nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình luôn, sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Là chồng em không đúng có ạ. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm nay chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế. Vâng. Đấy. Không, chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra là một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi. Vâng. Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là Minh, tại sao Minh lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, cũng không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến nhau, với nhau được ha? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là
con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác, mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin. Đó. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Thế nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. À, vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình. Đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng... Càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà, còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Đó. Rồi lần được lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. Lần hai như thế nào?
có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất quản, rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi, nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón, đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng hôm sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng hôm sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố, bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con, để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố trách cam ạ, nhà có cam, bố trách cam ạ. Thế rồi sao không nói là bố biết rồi, rồi bố gọi điện ạ. Lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì chồng bố gọi điện, con đang ở đâu đấy, con có ở nhà không. Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả, về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Đúng, là đúng rồi, tối trai. Là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây 1 tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có lại. Minh là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng, con trai hay con gái? Dạ, con trai. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng ạ. Đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con của em quên của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn, hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy, làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. Thế là khỏe lắm ạ. Bằng tuổi chị à? mẹ là trẻ ngọ khỏe đó. Năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn, thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế thực sự, những tất cả những phụ làm nữ bính suốt. Không, nhưng mà thực ra là như vậy nè,
nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho đúng nên đó. Là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà mới nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi đâu. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Đúng có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Julia Roberts. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình không? Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á. Rồi mình có thích nghi. Có, nhưng mà em là một người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ, mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á, nên là em cảm thấy rất sung sướng nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì dạ. Em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ. Em có. Trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ nói giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây, tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu?
nay em đang ở Việt Nam, đang Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính. Và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tối này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo ra tất không, cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là chứ. Cho nên em là khen về những người phụ nữ tuổi đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi à, sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm đúng rồi. Hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Tới kia đi. Dở Trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo cho nên là em không thấy có tật xấu. Về chỉ có một cái vấn đề duy nhất đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi, cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ, cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình em thấy chồng em quá hoàn hảo, cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân, nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi mà. Em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó. Người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đó. Thôi. Thì lười là tật xấu nhưng mà vừa chứ mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi, nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười ở đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi gì đấy, có thì nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có ạ, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu, không cần phải ngay. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ em muốn mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty, nó em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó. Ôi,
Này, khó chia sẻ quá. Trong cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười hay đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này cả. Nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Nên làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là cái càm ràm đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, tức là em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điền, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào mình đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double. Coi như mình không nghe cái gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi ơi, là dữ. Nhưng mà em không, rồi, em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ mình muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề rất là cái này nó tỷ lệ nghịch không lắm thì, luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không. Nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ. Nhắn tin. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ
thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Yeah. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Tại sao vợ mình cũng như mình. Cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế. Ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi. Thương mẹ và sẽ là thương vợ rồi, thương lắm, thương con. Thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng nha. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội sẽ đến với Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi.